Hoa đẹp khi xuân 2022 về mặt Covid tràn lan, ngắm chụp ảnh hoa những ngày cận Tết. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt US 1040. Chúc cả nhà năm mới luôn phát tài và bình an. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh trong suốt năm qua. Đây là video mới rất đặc biệt của kênh để chào đón Tết âm lịch Nhâm Dần 2022. Một video sẽ tràn ngập sắc hoa đẹp tưng bừng. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Tết Nhâm Dần 2022 đã cận kề, khắp nơi đã có không khí chuẩn bị Tết, mặc dù nỗi ám ảnh về Covid-19 vẫn còn đó. Tại Việt Nam, lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 nghe nói có 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết, còn ở Mỹ thì sao? Nên biết là Mỹ hiện giờ là một quốc gia đa sắc tộc nhưng đông đảo là dân nhập cư nên Tết ở Mỹ cũng mang đa dạng sắc thái văn hóa, chủng tộc và địa phương khác. Bên cạnh đó, với một điểm chung là những ngày Tết đều giống nhau và đặc trưng là đêm giao thừa là thời điểm mọi người hô vang lời chúc mừng năm mới, Happy New Year, và đồng thanh cất lên những nhạc điệu xuất sắc của các bài hát truyền thống về Tết rồi tung những mảnh giấy rộng rãi đủ màu sắc lên trời. Người Việt ở Mỹ cũng trang hoàng đón Tết âm lịch tưng bừng khắp nơi, dù vẫn bận rộn đi làm như thường ngày. Nhưng nhìn chung có người nói người Việt ở Mỹ có vẻ họ hơi đơn giản trong việc trang trí nhà cửa, họ dọn dẹp nhanh gọn, lau chùi sạch sẽ trong ngoài để đón năm mới. Tết Nguyên Đán là dịp lễ lớn và rất quan trọng trong năm của bất cứ người Việt nào trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ. Không khí Tết của người dân Việt Nam tại Mỹ luôn đượm nét hoài cổ, truyền thống và hướng về quê hương đất nước cội nguồn. Người Việt ăn Tết ở Mỹ hay các nước khác trên thế giới vẫn rộn ràng với các món ăn quê nhà đặc thù như bánh chưng, bánh tét, thịt kho ở qua hầm và các dòng bức Tết các loại. Ở Mỹ, những khu chợ hoa Tết cũng bày bán tất cả các dòng hoa, hoa mai, hoa lan, hoa đào, hoa cúc, được các nghệ nhân coi sóc cẩn thận đem trưng bày bán Tết để mọi người mua về trang trí trong những ngày Tết. Thường thì ở phía nam California tại khu Little Sài Gòn, trong khoảng ngày 12 đến 14 là thời gian diễn ra hội chợ tất niên, là nơi tập kết sự nở rộ của cộng đồng người Việt đông nhất tại bang Cali tuy có tiết giảm trong năm nay vì dịch Covid-19. Khu thương xá Phước Lộc Thọ Hộc chợ Tết luôn náo nhiệt, mọi người có cơ hội tự do tham quan và mua sắm tại những shop, quán ăn do chính cộng đồng người Việt Nam tổ chức, là nơi tụ họp hàng năm mỗi dịp lễ Tết về của người Việt xa xứ sinh sống tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, đông đảo người lao động sang Mỹ hay sinh viên du học tại Mỹ cũng luôn háo hức trải qua việc đón Tết ở Mỹ. Họ luôn quan tâm chia sẻ mọi thông tin về Tết âm lịch cho gia đình hoặc bạn bè để cùng nhau đón Tết. Thời điểm chuyển giao thời khắc từ năm cũ sang năm mới thật sự có sức thu hút sự quan tâm lớn đối với mọi người, và tất cả cũng sẽ sum họp, họp mặt bạn bè hoặc người thân để chúc mừng, mặc cho Covid-19 vẫn còn hoành hành khắp nơi. Dù Tết âm lịch chỉ là dịp nghỉ lễ ở một số nước châu Á, các điểm du lịch ở Mỹ cũng không bỏ qua cơ hội này để tổ chức các hoạt động giải trí mang màu sắc văn hóa phương Đông. Tuy nhiên, hoạt động năm nay phải tuân theo những quy định về phòng chống Covid, thậm chí có nơi phải tiết giảm bớt hay ngưng tổ chức vì ảnh hưởng của biến thể Omicron. Đây là video tiếp theo được thực hiện trong loạt video du ký, ngắm và chụp ảnh hoa đẹp. Mời các bạn cùng xem hình ảnh của những cánh hoa đẹp mà mình đã chụp được trong chuyến du ký trong những ngày cận Tết âm lịch 2022. Chúc mọi người xem tiếp video vui vẻ trong nhạc nền thật thú vị và hấp dẫn nha. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời với hoa đẹp và âm nhạc phiêu lãng.
Video tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu có thể xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh Việt US 1040, một hoa mỗi ngày.